là cầm máy á. Cầm máy dễ Nhưng mà. mà từ giờ lúc đầu á thì em chưa đi theo được tay của chị mà cứ từ từ nữa. Chị cũng quen mà, chị làm cũng được chứ đừng có nói là không, đừng có nghĩ là không. Mấy chị vừa về em xuống mà chị làm ra thấy con vụ làm được á. Em mụn này thì dễ nè, mụn mà chị đi là được. Chị đi mà xa xa nó có cục mụn. Chạy thì em nghiêng máy đi chứ không phải là cầm cái máy chạy theo được không? Nghiêng nó giống như cái trụ thì giữ, còn em nghiêng nó phải như sau trái đó. Em quay video cho Lý kiểu na tránh kiểu con tóc chưa quen nó hoảng Cái lắm gì nha, cũng tập ấy, từ từ mua ra. chưa quen nó hoảng. Cái gì cũng phải tập chứ. Chỉ lần đầu nữa chị đoàn trúng cái bữa nút từ chị đoàn chạy lâu bên đông có bên tây có đủ mọi mà thấy sao chị la cho bữa tiếp bữa sau chẳng dám quay sao sao nữa làm Cố video gắng. video sao mình từ từ biết sửa. Nhưng mà sẵn thích là mất thời gian đầu là tập nhé. Quay đến 5 cái rồi. Đừng có nín thở là được. Này dưới làm chị đau được. Dưới chị đau như nhéo á. À, sao nắm tay nữa? Chờ ông cho em. Là nhỏ mà. Đây cho Linh đây nữa. Đây nó nhỏ. Nhỏ mới hợp thôi. Ai xin năm mấy? Ủa? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em hỏi hai. Hai cả hai Ủa, nhỏ Linh, bằng bằng tuổi tuổi em. vậy. Thật tưởng tượng được rồi. Bằng tuổi năm buổi ăn ngay mới được. Năm buổi ăn ngay chỗ làm quen dữ vậy. Bông bông đất ra. Đừng nói tao cười nè. Chỗ dựa vững chắc của chị. Điểm tựa lắm. Đây, đây diễn văn rỉ phát ra tao cười. Có mềm hồng xuất hiện ngoài thêm có điện tử làm hồng hay 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 bu quanh nữa phải đó hai con hồng hai bên. Xong đợt này xong hết cái tháng này Diễn về mẹ là ta diễn cái hát xì đi em. Hát xì sẽ quay sang đây. Tiền lên nã không biết. Thế kia. Rồi rồi. Và đừng có quay lại chị nghe. Nếu mà quay lại là ta trừ lương đó. Quay mụn thì nói chi ta sợ quay cái thế đi mẹ không có lương một rồi ăn gì không có quá tin đây là bị đam mê thôi bỏ đi hả.
đi Sài Gòn như đi chợ. Mình thấy nó thiệt mười mấy năm rồi chưa đi Sài Gòn. Chị còn đi Bắc không? Quen rồi thiệt, thề luôn. Có chứ, uống sáng muộn uống cà phê mà. Có đợt mà bị rung tay thì ngừng uống, chờ thấy rung rồi. Chờ chuyển qua rung chân.